bà con sẽ đi theo của công ty chúng tôi vào đây và cùng với bà con nông dân mọi miền tổ quốc. Hôm nay anh em chúng tôi gửi đến là bà con hai dàn cày 6 chảo cho máy 6040 lên đường đi Vũ Quý, Kiến Sương, Thái Bình và Tân Phong, Vũ Thư, Thái Bình. Góc lệch quá, kẻ ra tui vào cái chảo cuối này thì đẹp. Có một cái chân trống nó rơi rồi đấy. Thôi nhá, để ta bắt hai con ốc vào đây đấy. Nào ủ vào đây. Thank you.
ông cầm tôi cái sắt trống. Ông quay nó sang bên này một tí thì tôi mới ra được. Nếu được nó ấy là từ từ đã. Được chưa? Ô, thế rồi, đóng được cỏ bừng rồi. Từ từ nha. Rồi cứ tạm tạm thế đó, để thế đây. Hãy cho nó con này nó gục xuống. Để tôi thử cho nó gục xuống xem nào. Được không? Xuống nhá. Rồi, ok rồi. Nó tì chả cũng được đâu, không có gì đâu. Tì vào chỗ đấy càng không sập được.